Chào anh chị em đam mê âm thanh trên cái mọi miền đất nước. Nay em lên cho một cái mẫu súp loa Gitan 5 tấc. Bạn dầm sườn à? Biết không? Sườn như màu trắng kỳ cục gì? Chắc là đồ giảm hay gì? Biết. Nè. Đây 5 tấc từ 2.2. Con thì đổ chút xíu. Nói chung là mà cặp bát thì quyến rũ được lòng người. Quá đẹp cho một cuộc tình. Đây là đồ giỡn nha các bạn nha. Đây là đồ giỡn chứ không có đồ xỉn. Còn đây tùng nè. Mình đang bắn bắn đồ giảm mà đâu có bắn ghim chứ chờ bắn ốc không đây. Đó, màng của nách sồ nha các bạn nha, màng lo màng nách sồ rồi hai mua hú nha.